Sambai. Dạ, bán khai ra mẹ nó. Đây là xem apple. Đây là quả apple. Thì đã được rửa kỹ rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho các cậu bé của mình ăn đấy các bạn. Các bạn ơi, đây là một địa danh rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Đây là một gọi là một cái thác rất là lớn luôn, chẳng khác chẳng chốt ngày đêm. Và hôm nay chúng tôi du xuân ở trên tháp này cho các bé ăn apple, và cũng rất là đông người đi chơi ở đây các bạn, đi chơi và đi xem cái địa danh này. Đó, có những cặp đôi cùng với những đôi yêu đương, có những cô chú, những anh chị. lấy quả táo khác. Cố bóc đi. Bóc cho sao? Là muối một, muối một. Cách làm bài. Làm bài no áp rồi. Làm bài. Có ăn. Thank you.
bố lấy của nó cho nó cho nó lấy cái gì rồi ăn đi ăn đi. Nó không có gì đâu sao. À thơ là giữ chắc lắm, ăn cho bằng hết. Sao bói? Các bạn ơi, đây là những du khách đến chơi và tham thác đá băng và đang selfie rất là đáng yêu luôn. Hôm nay Khải muốn gửi tới tất cả các bạn những hình ảnh đẹp mắt nhất của đầu xuân năm mới và tất cả mọi người đang vui chơi ở đây. Rồi, có những cặp đôi trai gái đang yêu nhau cũng đang rất là tình cảm phía trước các bạn. Rồi các bạn ơi, cái video ăn trái cây của Sam và Sơn thì đến đây Khai cũng tạm dừng video và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye, see you again, bye bye tất cả các bạn. Bye bye.